Sáng hôm nay đi vô trong ngôi chùa này, thấy lòng mình trở nên thanh thản hơn. Khoảng là một tháng nay thì không có ngày nào mà tôi không đi giảng bài. Nhưng mà cách đây 3 ngày tôi giảng bài tại Đà Nẵng cho 500 phụ huynh, trong đó có 250 cán bộ viên chức. Thì 250 phụ huynh đó khi mà tôi giảng xong thì gần như òa khóc, vì tôi kết luận lại một cái câu thôi. Tức là ai cũng mong muốn con mình sinh ra rất là tuyệt vời, nhưng mà lý do tại sao con mình nó bị hư hoặc là nó có lỗi hệ thống, bởi vì là một là không biết dạy con, hai là không dạy con, và ba là không thể dạy con. Và các bạn ở đây cũng tương đối là bắt đầu tới một độ tuổi dậy thì, cho nên phần bài giảng của tôi ngày hôm nay chia làm hai phần. Trong một giờ kiểm tra toán học, thầy giáo bước vào lớp ngày đầu tiên, và thầy này khó tính lắm. Thầy bước vào lớp và hỏi tất cả các em trong lớp rằng là hôm nay là ngày đầu tiên có một bài kiểm tra chỉ 5 phút thôi, và có 3 đề kiểm tra. Đề thứ nhất là những câu rất khó, điểm tối đa là 10 điểm. Đề thứ hai là gồm những câu khó và dễ, điểm tối đa chỉ 8 điểm. Đề thứ ba là những câu rất dễ, điểm tối đa chỉ 6 điểm thôi. Nếu các bạn ngồi ở đây, các bạn chọn cho mình đề kiểm tra, ai chọn cho mình đề kiểm tra là 6 điểm, các bạn đưa tay tôi coi thế nào. Tốt, một người, hai người, rất trung thực phải không ạ? Như vậy rằng là như vậy chỉ có một số là chọn 6 điểm. Và tôi hỏi thử ai ở đây chọn cho mình là đề kiểm tra sẽ là 8 điểm, đưa tay tôi coi thế nào. À, đông hơn phải không ạ? Và ai ở đây chọn cho mình là đề kiểm tra 5 phút đó mà chọn đề 10 điểm, đưa tay tôi coi thế nào. Ít hơn một chút phải không ạ? Và đó cũng rất là hợp lý. Ngày hôm sau, thầy giáo bắt đầu chấm bài xong, bước vào lớp, trả bài kiểm tra ra. Thầy không ghi điểm mà thầy ghi là ai chọn đề nào được điểm số đó. Ai chọn đề nào được điểm số đó. Các bạn mới hiểu không ạ? À, giống như nhiều bạn đang cười vậy đó. Điểm số của tôi cho các bạn ngày hôm nay không hề quan trọng, mà điểm số cuộc đời của các bạn cho các bạn mới là quan trọng. Cả lớp ồ lên, sao kỳ vậy thầy? Thầy giáo mới nói, bởi vì trong hành trình cuộc đời, mỗi người thường tự cho mình một điểm số. Có người có thể cho mình điểm 5, điểm 6, nhưng có người có thể tự hài lòng với bản thân mình, chỉ cho mình điểm 4 dưới trung bình mà thôi, bởi vì chấp nhận với cuộc sống như vậy. Và có người sẽ cho mình điểm 10, điểm 10, điểm tuyệt đối của cuộc đời, để đó là nấc thang cuối cùng phấn đấu. Và trong nội dung trao đổi, tôi cũng muốn nói như vậy. Nếu những ai mà cảm thấy rằng là mình có thể trao đổi được, mình có thể khóc được, mình có thể sẻ chia được trong hành trình khóa tu này, thì mọi người hãy thực hành nó giống như điểm số đầu tiên mình cho mình như vậy. Ở trong đông người như vậy thì các mọi người thấy là những thói quen kết sẽ rất là tốt. Thói quen thứ nhất, tôi muốn hỏi các bạn ở đây, các bạn có hay hắt xì không? Có phải không ạ? Hắt xì thì các bạn phải làm gì? Che miệng lại phải không ạ? Bây giờ tôi thử nghiệm thử các bạn hắt xì che miệng lịch sự như thế nào nha. Chuẩn bị, tôi hô 1, 2, 3 và tất cả các bạn hắt xì thử nha. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Cả chừng này người, chỉ có 3 người, tôi liếc nhanh không biết đúng chính xác không, làm đúng thôi. Còn lại, sau khi các bạn lịch sự hắt xì như vậy, các bạn đưa tay ra bắt tay bạn mình có được không? Tốc độ hắt xì bằng cơn bão, cao hơn cơn bão cấp 12, tốc độ của nó khoảng 260 km trên 1 giờ. Từ 160 đến 260 km trên 1 giờ. Xung quanh bán kính 2 mét này rất nhiều vi khuẩn. Một lần hắt xì đã có 100.000 cho đến 200.000 hạt nhỏ li ti. Nếu như các bạn hắt xì như vậy thì toàn bộ nằm trong tay, đưa tay bắt một người khác, chết rồi. Hoặc là các bạn bước vào cửa này mà các bạn bắt đầu mở cửa phải không ạ? Nhất là trong mùa này rất là dễ bị cảm. Các bạn mở cửa, người tiếp theo mở cửa, người tiếp theo mở cửa nữa, như vậy các bạn vô tình lây vi khuẩn cho các bạn đó, đúng không ạ? Cho nên các bạn đã hắt xì sai. Con gái hắt xì đúng rồi đó. Đưa cánh tay lên và hắt xì. Nhưng mà tốc độ đưa cánh tay so với tốc độ hắt xì chậm hơn rất nhiều. Nên người ta đưa lưng bàn tay và người ta hắt xì. Dù các con có bắt tay với mọi người đi chăng nữa, chuyện đó cũng rất bình thường. Như vậy đó mới gọi là hắt xì đúng. Một thói quen rất là tốt. Vậy bây giờ cả nhà mình làm lại thử nha. Cả nhà mình làm lại và tập cho đúng. Và mọi người nhớ làm bằng tay phải, dù mình thuận tay trái, để nó không bị lõi chõi, và kể cả xếp hàng sau này và để đồ vali bên cạnh cũng để bên phải mà thôi. Mọi người chuẩn bị. 1, 2, 3. À, một thói quen đầu tiên. Thói quen thứ hai, mọi người biết là hôm nay đáng lẽ thầy trao đổi một chuyên đề khác cơ, nhưng mà thầy dành ra khoảng 15-20 phút thầy nói về chuyên đề này vì lý do mọi người sống rất là đông. Thói quen thứ hai là thói quen uống nước. Mọi người nghĩ uống nước nhiều hay uống nước ít là tốt ạ? Ai ở đây uống ngày trên 5 lít đưa tay? Ai uống trên 4 lít nước đưa tay? Không có. Ai uống trên 3 lít nước đưa tay? Những người đó cũng sẽ chết sớm. Bởi vì quan niệm của dân gian uống nước nhiều là tốt không đúng. Đây là con số mà mọi người ở đây cần nhớ cho thầy. Đó là 40ml nước trên 1kg cân nặng. Ví dụ thầy 60kg thì uống 2 lít 4. Mọi người 50kg thì uống 2 lít.
Nếu uống nhiều quá, dung nạp một lượng vi lượng rất là lớn, và lúc bây giờ cơ thể phản ứng một cách liên tục vì sự đào thải như vậy đó, dẫn đến mình sẽ bị oxy hóa và chết rất sớm. Còn nếu uống quá ít thì lúc bây giờ không đủ thanh lọc cơ thể cũng rất là nguy hiểm, và thận phải làm việc rất là nhiều cũng nguy hiểm. Vậy tốt nhất là uống vừa phải, trừ những buổi nào vận động rất là nhiều thì mọi người mới như thế nào ạ? Uống thêm một chút nước. Con số tiếp theo, một lần uống không được uống quá 200 ml. Có nhiều người tập thể thao xong mệt quá đó vô, phổi nở ra không kịp, ngộp thở chết. Không được. Như vậy rằng là một lần uống cũng không được uống quá 200 ml nước, nhớ chưa ạ? Như vậy hai con số thứ nhất là bao nhiêu? 40 ml nước trên 1 kg cân nặng, và uống một lần không quá 200 ml. Thói quen tiếp theo, thói quen này rất quan trọng với những người ở đây. Mọi người hay có con dao để gọt trái cây đúng không ạ? Nhất là nữ cũng hay ăn hàng này đó. Nhưng mà bạn mình mượn mình một con dao thì bạn sẽ đưa con dao như thế nào? Đưa cái cán hay cái mũi cho bạn? Vì sao nhỉ? Mình sẽ cầm cái mũi và đưa cái cán cho bạn mình đúng không ạ? Một thói quen rất tốt, tạo cho họ một thói quen niềm tin. Một con người để chinh phục người khác trong 7 giây đầu tiên, khi người ta bắt đầu người lạ, người ta mượn mình một con dao, mình đưa cái mũi về họ, nghĩa là tôi đâm chết anh rồi đó. Không được, phải cầm cái mũi, tôi sẽ chịu hy sinh. Đó cũng lý do tại sao ngôi chùa này để tổ chức tu cho mấy ngàn người rất là hy sinh, phải không ạ? Rất là vất vả. Bởi vì mỗi người một tính cách, mỗi người một thói quen. Nếu không có những thói quen tốt như vậy thì mọi người rất nguy hiểm. Cho nên cầm cái mũi và đưa cái cán. Một thói quen tiếp theo. Đây là thói quen mà tôi hy vọng tất cả các bạn dù nghe ở đây hay nghe qua video cũng phải nhớ, đó là thói quen 28. Và đó cũng chính là cuốn sách của trung tâm. 28 ngày để thay đổi một thói quen. Một con người đi tu ở đây 7 ngày, một con người 7 ngày dậy sớm chưa đủ mà cần phải đủ 28 ngày. Các bạn muốn học toán để giỏi và cải thiện môn toán của mình phải cần 28 ngày, môn lý cũng tương tự. Bởi vì đồng hồ sinh học của con người cần 28 ngày để thay đổi một thói quen. Một bạn hay nói chuyện riêng trong hàng chẳng hạn, bất kể ở nơi đâu, kể cả ngôi chùa, kể cả trường học, cần 28 ngày một cách im lặng để tự rèn chính mình để mình sẽ thay đổi. Một con người mà cảm thấy mình thức dậy sớm không đủ thì bao giờ cũng phải tập 28 ngày. Cho nên tại sao trong 3 ngày mà cuốn sách 28 ngày hãy tỏa sáng cùng tôi bán 3.000 cuốn. Có nghĩa rằng là các bạn không thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào. Như vậy rằng là mọi người nhớ thêm một con số 28 ngày. Muốn thay đổi một chuyện gì cần 28 ngày để thay đổi chuyện đó. Điều đó sẽ làm cho đồng hồ sinh học mình sẽ thay đổi tốt hơn. Một thói quen tiếp theo hồi mà nãy các bạn làm rất tốt. Thói quen vỗ tay. Một ngày cậu bé Bamboo đi về nhà, vui vẻ nói mẹ ơi lớp con được đóng kịch. Trời ơi, người mẹ mà nghe con được đóng kịch là mừng rỡ lắm. Và thích đến nỗi mà cứ chờ hoài không thấy con tập. Hai ngày sau người mẹ hỏi con trai của mẹ, lớp con đóng kịch vậy con được đóng vai gì vậy? Cậu bé mới nói mẹ ơi con được đóng vai vỗ tay mẹ. Người mẹ nghe xong buồn ghê lắm nhưng mà không nói gì hết. Cho đến ngày mà các bạn đó biểu diễn trên sân khấu á, còn Bamboo ở bên dưới vỗ tay cùng các bạn khác, đã tạo nên một cái tiếng rộn ràng gọi là sự cộng hưởng. Và các bạn diễn xuất cái này càng hay, bên dưới vỗ tay càng tốt. Và cuối cùng là mọi người ùa xuống ôm chầm lấy Bamboo và các bạn cảm ơn các bạn đã tạo cho mình cảm xúc rất tốt. Vỗ tay cũng là nghệ thuật. Và khi thầy đi tàu thanh niên Đông Nam Á thì các bạn ở trên tàu đã tập những cái người ta gọi là cheer. Thầy thử thử nha, đây là chùa Hoàng Pháp đúng không ạ? Các con tập theo thầy thế nào? Vỗ tay hai cái, đưa tay phải lên kêu 2 1. Động tác thứ hai, vỗ tay hai cái và đưa ra a. Bây giờ mình có mấy động tác rồi? Như vậy làm lại cả hai động tác, thầy coi thử nha. 2 1 a. Động tác tiếp theo, vỗ tay hai cái, đưa tay trái ra và tay phải nói là wow. Thử nha, 2 1. Wow. Cả nhà mình ơi, nhớ là đưa tay trái và làm tay phải. Tất cả thầy đập tay phải để thống nhất như vậy rất là đẹp. Và đây gọi là cheer. Và thanh thiếu niên thế giới bây giờ đang chơi một hình thức là cheer và dân vũ quốc tế. Nếu có điều kiện lát thầy sẽ chỉ dân vũ cho mọi người nếu còn thời gian, nếu không thì dịp khác. Bây giờ mọi người tập lại theo thầy. Thầy số là Hoàng Pháp nha. Mọi người nói 1 2 a, 1 2. Wow, được chưa ạ? Hoàng Pháp a. Wow. Bây giờ thử một cái chia khác và tôi sẽ nói ý nghĩa ngay bây giờ. Cái chia của Malaysia là con người đầu tiên một thói quen quan trọng lắm, im lặng. Mình nói chuyện riêng, tại sao con người có hai lỗ tai mà có một cái miệng thôi? Bởi vì cần nghe nhiều. Và mọi người nên nhớ rằng một con người hành trình đời người 89% học bằng thị giác, 10% học bằng thính giác và 1% học bằng các giác quan khác. Đó là lý do tại sao tôi không chỉ nói không thôi, mà ngôn ngữ hình thể của tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu tôi đang cần muốn nói gì với các bạn. Người đầu tiên quan trọng là im lặng để lắng nghe. Tiếp theo mà nghe được những chuyện tốt rồi đó, để giá trị sống được nâng lên thì mình nói à, tuyên truyền nó ra để giá trị sống được nâng lên. Và kết quả là giá trị sống sẽ được rất mỹ mãn. Wow. Làm lại nha.
Làm hai lần, lần một bình thường, lần hai rất nhanh cả nhà mình nha. Chuẩn bị. Hoàng Pháp. A. Wow. Hoàng Pháp. A. Nhưng mà người Nhật Bản khi đón một bạn nào đó thì không phải đón kiểu như của người Malaysia. Người Nhật Bản người ta cũng hiếu khách, nhưng mà cái của người Nhật Bản rất sâu sắc. Đây là cách đón của người Nhật Bản. Ví dụ như người ta nói Konnichiwa Omigoto chẳng hạn. 1, 2, chiu. 1, 2, chiu. 1, 2, chiu. Cả nhà làm theo thầy. Tay phải trước nha. 1, 2, chiu tay phải. 1, 2 tay trái chiu. 1, 2, chiu chiu và đưa cả hai tay lên cao. Được không ạ? Được chứ gì nữa phải không ạ? Tay phải tay trái và đưa cả hai tay. Ý nghĩa thầy sẽ nói sau. Hoàng Pháp. Chiu. Chiu. Chưa đều, hô chưa to. Chiu này của Nhật Bản hô to rất là hay, mà nhất là cả ngàn người như vậy. Chuẩn bị. Hoàng Pháp. Chiu. Cực kỳ đẹp. Cuộc sống như vậy đó, nó có những điểm thăng và điểm trầm của cuộc sống. Và nhiều khi rằng là trong cuộc đời của mình á, mọi người thấy mình cười rất là nhiều, và trong cuộc đời của mình khóc rất là nhiều. Khi mà ông trời tạo ra người mẹ đó, thì lúc bây giờ các vị thần phản đối ghê lắm. Trời ơi, tại sao cần phải 6 ngày 6 đêm ngày, mất nhiều thời gian để tạo ra người mẹ như vậy? Ông trời thở dài. Trời ơi, ngươi không hiểu được đâu. Cái sinh vật này nó kỳ lạ lắm, ngươi không thể tưởng tượng được. Bởi vì ta còn thậm chí định cho nó 6 đôi tay nữa. Các vị thần phản đối như vậy, nó không phải là con người. Ta còn định cho nó 6 con mắt nữa, 2 con mắt nhìn về phía sau để dõi theo cuộc đời mà con của nó bước đi, 2 con mắt phía trước nhìn xuyên qua phòng để ngày còn nhỏ đó con của nó sẽ như thế nào, có bị gì nguy hiểm ở trong phòng hay không, và 2 con mắt còn lại để biết rằng con nó vấp ngã để nó đỡ dậy. Các vị thần bắt đầu rờ từ từ. Trời ơi, nhưng mà sao nó mềm nhũn vậy, nó làm được cái gì? Ông trời lại thở dài. Ngươi càng không biết nữa. Nó làm công việc của nó trong hành trình cả đời người của nó cao hơn tất cả những ngọn núi khác mà không có gì so sánh được. Khi rờ tới, tại sao nó có nước vậy? Đó là nước mắt. Khi nào nó buồn, nó khóc, nó khóc vì con, vì chồng, vì cuộc đời của nó. Và khi nào nó vui, nó cũng khóc vì đó là nước mắt của hạnh phúc. Các vị thần hỏi như vậy, linh vật này nó như thế nào? Nó có thể sống bằng nước lã và cơm thừa của con nó. Nó có thể nuôi cả 10 đứa con, nhưng mà nó vĩ đại lắm, trái tim của nó vĩ đại lắm. Lúc bây giờ các vị thần hỏi như vậy, chắc không có gì đánh gục được nó. Ông trời nói đúng rồi, không có gì mà đánh gục được nó hết trơn á. Nhưng mà ông giật mình, ông kêu không, có một cái có thể đánh gục được nó, đó là con của nó. Một ngày nào đó con của nó có thể đánh gục được nó. Các vị thần hỏi, vậy nó là cái gì? Đó ta tạm gọi là người mẹ. Hôm nay thầy sẽ nói về hai vế, người cha và người mẹ. Đối với các con này còn nhỏ cấp 1, đi học, bao giờ cũng ngồi gần bố chân ôm chặt luôn. Cho đến khi mà bắt đầu tới trường, bố chờ con chút, chờ con chút và bước lui 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 như vậy. Cho đến khi nào khúc dạng. Ngày cấp 2 đi học là bắt đầu mình bỏ một cái cặp ở giữa rồi đó, ở giữa bố và mẹ, bắt đầu có khoảng cách. Và lên cấp 3 một chút là ngồi xa một chút. Đối với bố mẹ giàu có thì không nói gì, nhưng mà cứ bỏ mình ở trước trường là được rồi. Nhưng với gia đình mà khó khăn hoặc bố mẹ có tật á, thôi bố mẹ đừng chở con đi học. Rồi có người nói thôi bố mẹ bỏ con ở trường xa xa một chút để con tự đi. Và lần lượt mình xa bố mẹ lúc nào không hay biết. Và nhất là ông bố, nhiều người cảm thấy mình không tâm sự với bố được. Trong một đêm khuya, người vợ lay ông chồng dậy. Anh dậy dậy. Ông chồng mắt nhắm mắt mở ra. Cái gì vậy em? Nhìn thấy vợ và con hoảng hốt lắm, chạy đi lấy cho em cái kẹp nhiệt. Các con có biết cái kẹp nhiệt không ạ? Ông chồng lững thững nhìn con cười một cái rồi bước xuống giường, định đi lấy đôi dép. Rồi hét lên, anh chạy nhanh đi, con đang sốt cao, cần cái kẹp nhiệt. Ông chồng đi vài bước, quay trở lại, nhìn lấy đứa con của mình còn cười một cái nữa. Sáng sớm hôm sau trở về từ bệnh viện, người vợ cầu nhau và nói, em không biết anh có trái tim không nữa. Ông chồng nói, anh có chứ sao không có em. Nhưng tại sao hôm qua thức dậy, anh không chạy nhanh một chút, đi lấy cho em cái kẹp nhiệt, mà anh đi từ từ như vậy. Lúc bây giờ, ông chồng mới nghiêm mặt lại và nói, em biết không, khi anh vừa thức dậy, anh thấy em và cô hoảng sợ. Anh mà chạy nhanh một chút, đi lấy cái kẹp nhiệt á, chỉ tiết kiệm được 1-2 phút mà thôi. Anh nhìn con và em, muốn nói với con và em rằng, không sao đâu con, mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua. Cách thương yêu của người bố vĩ đại như vậy, nhưng bố không nói,
Cho nên rằng các con bắt đầu cảm giác hình như bố bắt đầu không thương con thì phải, bố tại sao không chia sẻ với con, và vân vân. Và rất nhiều lần mình bắt đầu giận hờn bố và cảm giác rằng là bố có khoảng cách và chính mình đã có khoảng cách với bố. Ông bố này nghèo lắm, làm việc ở Củ Chi. Một hôm các con biết rằng là nghe tin con gái sinh trong bệnh viện, bố chạy ngay trở về đạp xe hì ạch như vậy. Vừa bước vào bệnh viện thấy cô y tá bồng đứa con gái của mình đi tắm, ông cứ nhìn chằm chằm theo vì nhiều đứa con nít quá, sợ tất là con của mình, dù mình nghèo lắm nhưng con của mình là báu vật cơ. Rồi cô y tá bồng đi tắm xong trở về, ông vẫn nhìn thấy con số 34 của cô con gái mình. 5 ngày sau trả cô con gái lại thì con số 34 đặt ngay ở trên giường. Trời ơi, ông bố mừng rỡ lắm, ông đem con số về đóng một cái hộp đẹp lắm các con, ông để như báu vật. Nhiều người nói nhà nghèo rất mồng tơi mà không lo, lại giữ con số nó làm cái gì. Ông cười không, đây là báu vật của tôi. Nhà thì nghèo cho nên mỗi lần cô gái mà lớn lên một chút thì không có gì để đo. Ông mới kêu và bứt vách đó các con. Mỗi năm ông vạch một cái và càng ngày càng cao lên. Tới sinh nhật con thì nghèo quá cho nên quyết định là trồng những cái cây ở trong vườn. Người ta nói khi con còn nhỏ đó, bố các con đút cho con ăn thì bố cười và con cười. Nhưng khi các con lớn rồi, con mà đút cho bố ăn á thì chắc chắn con sẽ khóc và bố sẽ khóc. Đang đi làm trong bệnh viện, nghe tin bố bệnh nặng, trời ơi, bỏ sở làm chạy về. Vừa về tới mới một tuần thôi, mới tuần trước thôi, bố bình thường như vậy mà một tuần bố nằm trong bệnh viện không ai báo. Giờ đây bố hốc hác như vậy, bố, cô gào lên chạy đến và ngồi bên bố. Khi bắt đầu đút cho bố từng muỗng cơm muỗng cháo, cô bắt đầu òa lên khóc. Bố, con xin lỗi và con thương bố lắm. 3 tháng sau, bố không qua được, đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô khóc ghê lắm, bước về nhà, mở tủ ra thì nó đã có 2 cái hộp. Một cái hộp là con số 34, đựng con số của cô con gái ngày còn nhỏ. Một cái hộp là cuốn nhật ký bố viết cho đứa con trai của mình, con trai yêu của bố. Ngày cô còn nhỏ muốn đút cơm cho con ăn, bố và mẹ đã dí con chạy quanh nhà hàng chục vòng. Vậy mà bây giờ bố già rồi, bố lóng tóng, bố ăn một vài hạt cơm mà đổ trên sàn cô lại hét lên với bố. Bố buồn và bố tổn thương lắm. Con trai yêu của bố, ngày con còn nhỏ muốn mặc đồ cho con đó, thì con biết rằng khó lắm, phải dụ con nhiều cách. Bố với mẹ mặc đồ cho con, bây giờ bố già bố lóng cống, mặc đồ cho bố khó, con lại chửi bố. Bố tổn thương lắm. Con trai yêu của bố, ngày con còn nhỏ đó, mỗi đêm bố phải kể chuyện cho con nghe đến khi con chìm vào giấc ngủ. Câu chuyện nó kể hàng năm như vậy con vẫn say mê. Giờ đây mỗi lần bố hỏi lại con hét lên, tai ông điếc à. Đúng là tai bố đã điếc, nhưng mà bởi vì con trai biết sao không, tại sao bố sống trên cuộc đời này, bởi vì bố yêu con, bố thương con. Mỗi buổi sáng thức dậy thấy con được cầm tay con, bố hạnh phúc trên cuộc đời. Dù bố có làm chuyện gì tất tất tức trên cuộc đời này đi chăng nữa, là chuyện đó cũng vì con. Khi con có con sẽ hiểu tại sao bố yêu con như vậy. Bố buồn vì những hành vi của con lắm, con trai yêu của bố. Vậy đó, trong cuộc đời của con người, nhiều khi mình cảm thấy mình không có lỗi. Chơi với bạn bè, bạn làm sai với mình một chút á, mình líu yếu, ê, thôi đừng giận tao nha. Thậm chí là bạn làm cho mình hành vi như vậy, mình cũng xin lỗi bạn liu đít vì sợ bạn giận. Nhưng mà nhiều khi mình trở về nhà, mình sai với bố mẹ mười mươi, trở về nhà như vậy, nhưng mình không bao giờ mở ra một lời xin lỗi với bố. Lời xin lỗi đơn giản như vậy, nhưng mà tin của Việt Nam gần như quên bẵng nó đi. Mà đáng lẽ về nhà gặp bố mẹ thì mình phải xin lỗi cơ, lại không xin lỗi. Bởi vì các con biết, các con là cái rốn của vũ trụ, là tất cả tình thương của ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, và đặc biệt là bố mẹ của các con. Xin các con ra dù giàu có hay nghèo khó, các con đều được thương yêu nhất trên cuộc đời. Chính vì toàn bộ tình thương đó, càng ngày các con trở nên ích kỷ, và từ ích kỷ các con chuyển qua ngang bướng và nổi loạn, bắt đầu muốn làm những cái chuyện trái cả với bố mẹ. Có đứa trẻ nó còn kịp nói lời xin lỗi với bố nó, nhưng có đứa trẻ nó không kịp nói lời xin lỗi. Thằng bé sinh ra một miền quê miền Trung nghèo lắm các con, rồi cuối cùng là may mắn nó được đậu vào đại học ở Sài Gòn. Và nó có vợ tại Sài Gòn, nhưng mà mẹ nó lại có tật cho nên không thăm được nó. Rồi bố nó thì già quá, không được vô dự đám cưới nó. Ngày nó gửi thư trở về, con sẽ trở về thăm bố mẹ. Trời ơi, bao nhiêu năm nhớ con mà bây giờ nghe nó về với con dâu mừng rỡ. Cả một tháng đó gần như không ngủ, cứ 2-3 giờ sáng hai vợ chồng thức dậy và cứ nói về con. Ngày cậu con trai Vũ Văn trở về, người mẹ đi cà nhắc từng bước như vậy để ra đầu làng đón. Thấy con trai từ xa, bà mẹ chạy đến ôm chầm đứa con, không kịp nói một lời mà cứ òa lên khóc, khóc nức nở như vậy.
Rồi khi về nhà, tới buổi trưa hai vợ chồng khi nói chuyện cũng chỉ nói về Vũ Văn. Cô con dâu bội bội ngồi bên cạnh có vẻ không hài lòng lắm. Cho đến khi cô con dâu tặng quà cho mẹ, mẹ cười lý nhí trong miệng. Buổi tối cô con dâu bội bội mới nói với Vũ Văn, hình như mẹ của anh không thích em thì phải. Vũ Văn hỏi thì sao vậy? Trời ơi, từ sáng tới giờ toàn nói về anh không à, có nói gì với em đâu, thậm chí em tặng quà mà cũng không cảm ơn nữa. Vũ Văn nghe có lý rồi mở cửa chạy ra. Bố mẹ đang uống nước chè. Vũ Văn nói, bố mẹ, người thành phố người ta cảm ơn là bình thường, bộ bộ tặng quà mà sao bố mẹ không cảm ơn làm cô ta buồn. Hai người uống nước chè đang vui vẻ, nghe xong nhìn sững Vũ Văn, hai chén nước chè rớt xuống bàn. Cả hai buông thõng tay xuống. Vũ Văn thấy có vẻ khó xử chạy vào. Sáng sớm hôm sau, mới 6 giờ thôi, vừa mở cửa phòng ra người mẹ đã đứng đó. Đôi mắt của bà đỏ hoe, chứng tỏ đêm hôm qua bà không ngủ. Bà nói, Vũ Văn bội bội, mẹ, mẹ cảm ơn hai con. Rồi bà òa lên khóc, bà chạy đi. Vũ Văn thấy có vẻ khó xử, vội đi xuống dưới bếp. Thấy bố đang chẻ củi rầm 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 như vậy, Vũ Văn nói, bố, người thành phố người ta cảm ơn là chuyện bình thường, bố mẹ làm cho mẹ khó xử quá, thôi con trở về thành phố đây. Lúc bây giờ ông bố chẻ củi cây rầm xuống một cái. Vũ Văn, tôi muốn nói cho anh biết nha, xin anh ra 3 ngày tuổi. Nước lụt của việc tung tới nóc nhà như vậy. Mà trời ơi, đêm đó anh sốt cao ơi là cao. Tôi nói, bà ơi, chắc là để ngày mai đưa đến trạm xá nghe bà. Mẹ anh nhất quyết không chịu. Mẹ nói không, tôi phải lội nước đi ngay trong đêm. Nhà không có sùng, mẹ anh phải lội nước bồng anh đi trong đêm tới trạm xá. Và anh biết rằng anh bây giờ khỏe mạnh, anh học giỏi, anh có trình độ. Còn tôi và mẹ anh là người nhà quê nên không biết cảm ơn. Tôi xin lỗi anh nghe Vũ Văn. Vũ Văn nghe xong quỳ xuống và nói, thưa bố, con xin lỗi bố, con xin lỗi bố. Nhiều người may mà còn bố còn mẹ để nói nên lời xin lỗi. Các con biết trong tất cả các tội, bất hiếu là tội ghê gớm lắm, nhưng mà có nhiều người cũng không kịp nhìn bố để nói lên một lời xin lỗi với bố nữa, bởi vì lúc bây giờ quá muộn rồi, bởi vì ích kỷ, bởi vì ngang bướng, và đặc biệt là sự nổi loạn của mình đã làm cho mình trở nên quá muộn. Các con, quá muộn. Thằng bé này ngoan lắm, nó thương yêu bố nó lắm, bởi vì bố nó cũng chiều chuộng nó lắm. Nó vừa thông minh vừa học giỏi, và chính vì vậy gần như xin gì bố nó cũng cho hết trơn á. Rồi khi nó vào đại học, nó nói, thưa bố, ngày con tốt nghiệp đại học bố hãy tặng cho con một chiếc xe hơi mui trần nghe bố. Nhà nó giàu có cho nên đối với chiếc xe hơi đối bố nó là chuyện bình thường. Bố nó nhận lời. Và cuối cùng là ngày nó tốt nghiệp, người ta làm hội trường ở ngoài, không làm trong hội trường mà người ta làm ngoài trời á. Và cuối cùng nó ngồi, thầy xin lỗi, nó ngồi xoay lưng như vậy để nhìn lại đằng sau coi thử bố nó tới hay không. Chờ hoài không thấy bố tới, cho đến khi sướng tên nó bước lên bục để nhận giấy chứng nhận. Nó bước lên thì thấy bố nó chạy đằng xa tới, mà không phải là chiếc xe hơi mui trần, mà là chiếc xe hơi cũ kỹ của bố nó, và trên tay hình như bố nó cầm cuốn sách. Cho đến khi bố nó chạy đến và sướng tên bố nó tặng quà, bố nó vừa đưa, nó cầm nó giật vắt cuốn sách như vậy. Bố nó chết sững trước hàng ngàn người như vậy, không tưởng tượng được đứa con trai của mình hành xử như vậy. Về nhà, nó mở cửa phòng ra, nó thảy cuốn sách xuống, đóng cửa phòng một cái rầm, vừa quay lưng lại thấy mẹ của nó. Mẹ, con muốn tự lập, con không muốn sống trong ngôi nhà này nữa. Mẹ nói, không, con phải ở lại 1-2 năm nữa cho cứng cáp. Dạ không, con có thể tự lập, con đã tốt nghiệp đại học rồi, mẹ yên tâm. Từ một nhân viên, nó trở thành phó phòng, trưởng phòng, rồi giám đốc điều hành. Mẹ nó nhiều lần gọi điện thoại cho nó, con về đi, nó không về. Một buổi chiều mẹ nó nói, con trai, con về đi. Con đã nói mẹ nhiều lần con không về, bà hét lên trong điện thoại, nhưng lần này con phải về, vì bố con đã qua đời rồi. Bà òa lên khóc trong điện thoại như vậy. Và tự nhiên người nó bắt đầu nổi da gà lên, nó không tưởng tượng được cái tin như vậy. Nhưng giận dữ của năm xưa nó bắt đầu trở lại bình thường. Nó kêu cô thư ký vô, bàn giao công việc xong lái xe về. Vì quãng đường quá xa, nó về tới nơi là mọi người bắt đầu đi đưa tang bố nó. Nhiều người khóc lắm, bởi vì bố nó lương thiện, thánh thiện lắm. Khi đưa tang bố xong bước về nhà, mới bước vào trong nhà, ký ức ngày còn nhỏ trỗi dậy như một cuốn phim vậy. Ngày bố nó cõng nó trên lưng, ngày bố nó đút nó ăn, ngày bố vui chơi với nó, ngày bố đưa đi công viên, ngày bố cho quà. Và nó nhớ nhất là ngày nó giục cuốn sách. Nó cảm thấy nó bắt đầu có chuyện gì khó chịu. Nó mở cửa phòng ra, trời ơi, cuốn sách vẫn đặt đó, cả căn phòng vẫn sạch, chứng tỏ mẹ nó vẫn dọn dẹp một cách thường xuyên. Nó run rẩy cúi xuống cầm cuốn sách lên. Tựa của cuốn sách là Dạy con làm người. Nó không tin vào mắt của nó. Nó lật từng trang sách. Ở giữa cuốn sách đó các con, là tặng con trai một tấm séc 200.000 đô, tương ứng với chiếc xe hơi mui trần. Nhưng trước khi lái chiếc xe hơi, con
hãy đọc hết cuốn sách này nghe con. Bên dưới là lá thư nguệch ngoạc của bố nó, con trai yêu của bố. Hôm nay là ngày tồi tệ của bố, vừa bước vào cơ quan lại có một cuộc họp đột xuất mà bố không phải là người chủ trì. Ngồi họp đây mà lòng bố như thiêu đốt. Bố mong đến lập tức để chúc mừng con. Bố tin bố sẽ đến kịp lúc để chúc mừng con. Trời ơi, con trai yêu bố hạnh phúc lắm. Bố yêu con nhiều lắm. Nó đã khóc, nó run rẩy trên quyển sách như vậy. Nó bước từng bước đi đến ngay di ảnh của bố nó trên bàn thờ, đặt cuốn sách lên và nó chỉ kịp nói: bố, con xin lỗi bố. Bao nhiêu người ở đây tới một ngày sẽ không kịp nói một lời xin lỗi bố của mình. Bao nhiêu người ở đây, người ta nói giá như ông bố khi tặng quà nói rằng: con trai, có món quà của bố tặng con bên trong cuốn sách để thằng bé nó không hối hận. Có người nói thằng bé phải dở cuốn sách ra để biết rằng có món quà bên trong. Không có chuyện giá như, bởi vì thời gian trôi qua không bao giờ lấy lại được, bởi vì cơ hội mất đi không bao giờ lấy lại được, và những quả bóng thủy tinh là tình cảm gia đình đã vỡ rồi thì không bao giờ hàn gắn được. Không có giá như, bởi vì thằng bé này quá ích kỷ, bởi vì từ còn nhỏ xin gì cũng có, được cho tất cả mọi thứ. Bây giờ nó nghĩ nó phải được cơ, nó không được là nó giận dữ, nó là ngang bướng, nó rối loạn, nó chống đối lại bố của nó. Bao nhiêu người ở đây, sau chương trình báo cáo của thầy ngày hôm nay, một ngày quay trở về ôm bố và nói: con xin lỗi bố, con xin lỗi bố vì những gì bố làm cho con là cao thượng, con chưa hiểu được. Bao nhiêu người ở đây hôm nay sẽ tự vấn lại mình những lời cãi bố, những lời giận dữ vô cớ, bởi vì sự ngang bướng của mình. Bố nói A mình làm B, bố nói C mình làm D. Có phải chăng hành trình của mình đã bị lỗi hệ thống chuyện gì hay không? Và nhất là những người mà bố không còn trên cuộc đời ngày hôm nay nữa, thì có ngày nào đó mà đứng trước mộ của bố để nói rằng: bố ơi, con xin lỗi bố. Các con có biết nhân quả trong đời thường, thầy thì không nói về Phật, nhưng thầy nói rất đời thường, nhân quả trong đời thường nó hiện diện lắm. Ông nội sống với hai vợ chồng và đứa cháu, cô con dâu thì hay là cạnh tranh với ông nội, bực mình với ông nội nhiều chuyện và nhiều lần bỏ đói ông nội. Đứa cháu nội thì thương ông nội, cứ lén mẹ cho ăn như vậy. Và một hôm xung đột dữ lắm, thì lúc bấy giờ cô con dâu nói: hoặc là bố anh ở trong ngôi nhà này, hoặc là tôi ở trong ngôi nhà này. Hai vợ chồng bàn hoài, đứa con nghe được là quyết định ngày hôm sau mua cái sọt để bỏ ông nội vào bìa rừng. Chiều tối 6 giờ trời bắt đầu chạng vạng, hai vợ chồng bắt đầu bỏ ông nội vào cái sọt. Đứa cháu mới hỏi: bố mẹ đem ông nội đi đâu vậy? Thì đem ông nội đi xa lắm, con không cần biết. Đứa cháu mới nói: thưa bố, thưa mẹ, con muốn đi thăm ông nội, con phải biết cơ. Hai vợ chồng nói: khi nào đi thăm thì bố sẽ dẫn con đi. Đứa con lúc bây giờ mới hét lên: này bố ơi, con nhờ bố một chuyện nha. Chuyện gì hả con? Sau khi đem ông nội vào bìa rừng xong, bố hãy đem cái sọt về cho con. Hai vợ chồng ngạc nhiên: vậy đem cái sọt về cho con làm gì? Để 20 năm nữa, khi mà con lớn lên, bố mẹ già rồi, con không phải mua cái sọt khác để con bỏ bố mẹ vào trong bìa rừng. Nhân quả, các con đối xử với bố mẹ mình như thế nào thì con của các con sẽ đối xử với mình y chang như vậy. Bởi vì trong hành trình nghiên cứu của thầy về tâm lý đó, trẻ con là bản sao, cho nên hành xử ngày hôm nay sẽ được ngày mai sau. Hôm nay thầy muốn nói về ông bố như vậy để mọi người phải cảm thấy rằng mình cần phải điều chỉnh ngay nếu như mình đang nghĩ sai về bố. Bố vĩ đại lắm. Năm con 4 tuổi, bố của con vĩ đại nhất trên cuộc đời này. Năm con 8 tuổi, trời ơi, bố của con chuyện gì cũng biết. Năm 12 tuổi, hình như bố không biết một chút về chuyện này thì phải. 12 tuổi, năm 15 tuổi, bố tôi ấy à, ông ấy cổ hủ mất rồi. 18 tuổi, tôi không muốn trao đổi với bố tôi nữa đâu. 25 tuổi, tôi muốn sống tự do đây. Nhưng bắt đầu năm 35 tuổi, trời ơi, hình như bố tôi biết một chút về chuyện này thì phải. Năm 40 tuổi, tôi phải nên hỏi ý kiến bố tôi, làm chuyện này mình sẽ làm như thế nào. Năm 60 tuổi, bố tôi biết tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này. Năm 65 tuổi, trời ơi, giờ đây tôi nhớ bố tôi nhiều lắm. Vậy đó, cái độ tuổi từ 12 cho đến 18 tuổi là độ tuổi ích kỷ, ngang bướng và nổi loạn. Nếu may mắn các con được huấn luyện chẳng hạn, thì các con sẽ rút ngắn được thời gian đó rất nhiều. Bởi vì rằng là điều đó chỉ làm cho cuộc sống mình trở nên đau khổ, mình làm tổn thương chính mình và tổn thương bố mẹ của mình thôi. Đó là nói về bố. Còn nói về người mẹ, chắc là vĩ đại hơn rất nhiều, phải không các con ạ? À? Và nhiều người ở đây, thầy Tinh cũng đã từng bị giống như cô bé này. Mới ngày lớp 12 tuổi, 11, 12 tuổi ngoan lắm. Bắt đầu 13, 14 tuổi mẹ bắt đầu lo lắng: con gái, sao con đi sinh nhật nhiều vậy? Con phải ở nhà lo học. Trời ơi, con gái con lứa gì mà chẳng dọn dẹp đồ đạc gì hết trơn. Trời ơi, con trai của mẹ. Đại khái những câu nói như vậy.
cô bé này cũng tương tự. Bắt đầu 14 tuổi đi sinh nhật nhiều lắm, bắt đầu vô thi học kỳ 2. Người mẹ nói, con bây giờ hôm nay không sinh nhật sinh nhật gì nữa. Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật của bạn thân con, hãy cho con đi một lần nữa đi mẹ. Người mẹ suy nghĩ, lần cuối cùng nghe con. Dạ, mấy giờ con về? Dạ 8 giờ thưa mẹ. Đúng 8 giờ nha. Chờ hoài 8 giờ, bố mẹ cứ đi ra đi vô, chờ không thấy nó về. Gọi điện thoại, về rồi mà thưa cô. Gọi điện thoại, về rồi mà. Và cứ lần lượt như vậy. Người mẹ lo lắng, 9 giờ, trời ơi tức giận, giờ nó ở đâu? Nhưng mà điều sợ nhất là xe cộ, có tai nạn gì không? Lại gọi một vòng nữa, dạ về lâu lắm rồi thưa cô, mà sao cháu bạn chưa về hả cô? Người mẹ trở nên lo lắng hơn. Tới 10 giờ, cô bé bắt đầu bước về nhà, mặt mày vui vẻ lắm. Lúc bây giờ mẹ hỏi, giờ sao cô mới về? Mẹ lủng lớp xe mà mẹ, lại nói dối nữa rồi. Trời ơi, cô học nói dối của ai vậy? Lúc bây giờ cô bé nói cô không nói dối, mẹ không tin con thì thôi. Cãi với mẹ hả? Con càng ngày càng hư lắm, mẹ đánh con à, mẹ đánh con đi. Tát một cái bóp, cô bé lại òa lên khóc. Mẹ đánh con bỏ nhà đi đây, đi đi. Và cô bước lui từng bước cứ đi như vậy mà khóc. Và cứ đi, bụng thì đói. Cho đến khi gặp một xe hủ tiếu mì gõ, mùi bốc ra thơm phương phức, cô nước miếng ực ực ực. Nhưng mà bà chủ quán bà thấy tội nghiệp quá, bà kêu lại, bà múc lên một tô mì cho con ăn đi. Mới múc một muỗng mì đầu tiên lại khóc rưng rức, trời ơi khóc ghê là khóc. Cái bà chủ quán bà hỏi sao con khóc vậy, cô là người dân nước lã mà cô còn cho con tô mì, mẹ con ác độc lắm, đuổi con đi khỏi nhà trong đêm như vậy. Bà này mới hỏi lại ngọn ngành, bà nói trời ơi đúng là ta người dân nước lã, ta mới cho con một tô mì mà con cảm ơn ta rối riết. Mẹ con nuôi con 13, 14 năm nay mà con làm sai 10 rồi, con bỏ nhà đi như vậy là sai nữa rồi. Vậy mà con nói mẹ con không thương con, về đi, mẹ con đang chờ con đó. Cô ác bỏ ngay tô mì đứng dậy chạy về. Tới nhà 1 giờ sáng, đèn vẫn sáng trưng, tưởng đâu bố mẹ đi ngủ, vừa bước vào mẹ chạy ra ôm chầm lấy con gái. Mẹ khóc và nói mẹ xin lỗi con. Và cô òa lên khóc và nói mẹ ơi con có lỗi, con phải là người xin lỗi mẹ. Những cô gái và chàng trai đi tu mùa hè ở đây vậy đó, bởi vì cái ngang bướng đó các con làm cho các con cảm thấy rằng mình xa mẹ và nghĩ rằng là mẹ phải vì mình. Và các con bị nhiều căn bệnh lắm. Căn bệnh đầu tiên là bệnh đua đòi. Nhà mình khá giả và bắt đầu mình thấy bạn mình bắt đầu có cái áo, mình cũng mua cái áo đẹp. Đồ nhà mình khá giả, bạn chiếc xe cũng phải mua chiếc xe. Nhưng mà cũng có nhiều người nhà nghèo khó, bạn có cái áo đẹp, mình cũng năn nỉ mẹ mua. Người mẹ bấm bụng để mua cái áo cho con mà phải đi vay cơ. Rồi mẹ đi bán hủ tiếu gõ, mình lại mất cỡ, mình không dám nói với bạn bè mình. Cuộc đời có gì mà xấu hổ mà mất cỡ những chuyện đó. Nhưng mà vì căn bệnh đua đòi làm cho nhiều người bắt đầu xa mẹ, nói dối cả những chuyện về lịch sử của chính mình. Bởi vì rằng là mẹ mình phải là vậy cơ, mình phải có người mẹ như vậy, phải có người bố như vậy. Vậy đó các con. Rồi các con bị một căn bệnh nữa là sợ yêu. Sợ yêu tại sao? Bởi vì rằng là ngày còn nhỏ bố mẹ hay ôm hôn các con, nhưng mà lớn lên rồi các con mắc cỡ. Và nhất là những người mẹ mà không được lành lặn lắm, những người mẹ có tật, thì mình cảm giác rằng là trời ơi mẹ làm cho con trở nên xấu hổ hơn, tội lỗi lắm. Đó là một sự tội lỗi. Thằng bé nó được dạy bài bản, gia đình nó cũng khá giả các con. Rồi các con biết rằng là, nhưng mà nhà nó bị tai họa và cuối cùng nó phải rất vất vả. Nó ở chung cư lầu 3. Tự nhiên có hai mẹ con 60 tuổi và 40 tuổi tới ở chung cư lầu 2 tầng ngay bên dưới. Đêm đầu tiên nghe giật cửa rầm 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 như vậy, hai mẹ con giật mình trở dậy tưởng đâu động đất. Nhưng rồi không phải. Đêm thứ hai cũng nghe rầm 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 nữa. Người con gái nói mẹ để con chạy lên mắng cái người hàng xóm này, không biết điều gì hết trơn á, làm cho mình không ngủ được. Người mẹ cầm tay người con gái, thôi con hãy đi hỏi ông hàng xóm có chuyện gì không, mình mới chuyển tới đây mà, con hãy đi hỏi ông hàng xóm nghe con. Rồi cô này ngày hôm sau hỏi ông hàng xóm, ông nói tội nghiệp cái nhà đó, bố nó khá giả lái xe mà mới bị qua đời cách đây 2 năm bị tai nạn, mẹ nó hình như bị bệnh gì đó mà nằm tại chỗ rồi, thôi nó túng quẫn đó, cô hãy tha thứ cho nó đi. Cô này đem hôm đó về, vừa ngủ tới 12 giờ nghe rầm rầm rầm, tức quá mở cửa chạy lên. Thằng bé thấy người hàng xóm nó tức giận như vậy, nó co người trở lại lý nhí, thưa cô, con xin lỗi cô. Trời ơi, hàng xóm làm gì mà như vậy là không được, đừng có xin lỗi gì hết trơn á, cô không nên làm như vậy. Dạ, con rút kinh nghiệm thưa cô. Mới qua ngày hôm sau, 12 giờ lại nghe rầm 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 nữa, cô lại thức dậy định chạy lên mắng nghe một trận nữa. Người mẹ mới cầm tay lại và nói, con người mà cần phải có thời gian để thay đổi. Con đừng mắng nó nữa, để cho nó có thời gian để thay đổi nghe con. Cô này sáng hôm sau đi công tác, 7 ngày sau quay trở về. Đêm hôm đó không nghe tiếng rầm rầm, cô nói trời ơi, mẹ đúng là giỏi thiệt, cái gì mẹ cũng biết. Người mẹ bắt đầu tự nhiên khóc, không phải cái gì mẹ cũng biết đâu, tội nghiệp thằng bé lắm.
Con hãy chạy lên thắp cho mẹ nó một nén nhang đi. Mẹ nó qua đời cách đây 5-6 ngày rồi con. Cô này lững thững bước lên, tự nhiên trong lòng thấy buồn buồn. Khi thắp nhang xong, thằng bé đứng co ro bên bàn thờ mẹ nó. Nó cúi xuống, nó lạy cô này 3 cái. Thưa cô, con biết cô giận con lắm. Cô biết nhà con á, bố con bị tai nạn, mẹ con bị tai biến mạch máu não, nằm tại chỗ như vậy. Tay chân mẹ con không cử động, chỉ có tai nghe thôi. Con đi học buổi sáng, buổi chiều về con đi bán hủ tiếu gõ từ 2 giờ cho tới 12 giờ đêm. Con dặn mẹ con phải ngủ đi, nhưng mẹ con không chịu. Chỉ khi nào con trở về bình an mẹ con mới chịu ngủ. Nhưng mà cô ơi, con bán hủ tiếu mà con hô cả đêm như vậy nên con khản cả giọng, con không thể nói được. Mẹ ơi, con đã trở về bình an. Mà con phải giật cửa rầm 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 để mẹ con biết con đã trở về bình an, để mẹ con ngủ. Cho nên con làm phiền cô, nhưng từ đây về sau cô sẽ không nghe tiếng giật rầm rầm nữa. Con xin lỗi cô nhiều lắm. Vậy đó, nó biết nó làm lỗi với người khác, nhưng vì mẹ của nó sẵn sàng các con. Nó biết nó làm cho người hàng xóm giận dữ, nhưng vì mẹ của nó phải có giấc ngủ yên. Nhưng có nhiều đứa trẻ nó thờ ơ lắm, trái tim của nó vô cảm lắm, trái tim của nó chỉ có đá thôi. Thậm chí mẹ nó nghèo lắm mà nó cũng không giúp cho mẹ nó nữa. Thậm chí mẹ nó bị bệnh mà quét cái nhà nó cũng không làm. Thậm chí nó ích kỷ đến nỗi mà nó từng hét lên bà chết đi, bà đừng sống trong cuộc đời này làm gì nữa. Có một đứa bé, nhà nó cũng nghèo, nhưng nó học giỏi lắm. Nó học giỏi đến nỗi mà bức vách loan lỗ của nhà nó có nhiều giấy khen đắp lên trên đó. Người ta nói phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Một hôm một cơn bão trôi qua, cái vách sập xuống và bố của nó đó các con nằm tại chỗ đã mất trong đêm đó. Hai mẹ con khệ đệ bưng bố nó lên cái gò thật cao, rồi chôn bố nó ở chỗ đó, đặt một cục đá. Rồi nó học càng ngày càng giỏi. 2 năm sau nó đi về, nó vừa đi vừa khóc. Mẹ nó hoảng sợ: trời ơi, con trai của mẹ sao vậy, ai ăn hiếp con à? Dạ không thưa mẹ. Mẹ ơi, giấy báo vào trường huyện thưa mẹ. Mẹ nó mừng rỡ vậy, vui mừng cho con, cả huyện này, cả làng này chỉ có mình con đậu trường huyện như vậy là tốt rồi. Không mẹ, mỗi tháng phải đóng 30kg gạo và 100.000. Trời ơi, mẹ bị phong thấp nặng, chân tay có tật như vậy, làm sao mà lấy ra tiền đóng được, mẹ làm ruộng đóng có được. Con đã suy nghĩ rồi, con sẽ ở nhà để làm ruộng với mẹ, con không đi học nữa. Mẹ nó chừng người một cái, rồi nghiêm mặt trở lại, mẹ nói: không, con phải đi học đi. Dạ không, con nói với mẹ là con không đi học nữa. Mẹ hét lên: phải đi. Mẹ nó đẩy nó ra, tát nó một cái: đừng cãi lời mẹ. Nó khóc. Nó khóc không phải vì mẹ nó tát, mà vì nó thương mẹ của nó. Trời ơi, các con cứ tưởng tượng một người bị phong thấp nặng như vậy, chân tay có tật như vậy, làm sao mà làm ruộng được. Nó cứ trăn trở về chuyện đó. Nhưng rồi tháng thứ nhất mẹ nó cũng khệ nệ mang 30kg gạo tới. Ông nhà bếp khi nhìn thấy mẹ của nó, ông nhìn bà để xuống, bà cười: thưa ông gửi gạo cho con tôi. Ông mở bao gạo ra, bóc lên một cái, ông hét lên: này, gạo nhà bà có cỏ và lúa, làm sao mà nấu được, lần sau mà đem như vậy là đem về, nhớ chưa. Bà nói: dạ dạ, bà lý nhí, thưa ông, tôi biết. Bà lần trong quần nó nhiều lớp, bà lấy ra toàn bộ tiền 500 đồng, tiền 200 và tiền 1000, mà nhầu lắm. Ông nhà bếp cười và treo: trời ơi, tiền này bà ăn xin ở đâu thì phải à. Bà như muốn ào nước mắt ra, nhưng bà kịp nén trở lại. Bà lý nhí: dạ thưa ông hãy chuyển tiền giùm cho con tôi. Tháng thứ hai bà khệ nệ mang 30kg gạo tới. Ông nhà bếp nhìn thấy bà, ông trừng trừng. Bà đặt bao gạo, ông mở ra, vốc lên một cái, hét lên: đem về, cút đem về. Tôi đã nói bà rồi, gạo lần trước có cỏ và lúa, lần này hàng trăm loại gạo như vậy, nấu cơm nó sượng, bà hiểu không? Ai mà đem gạo như vậy được, nhà bà hàng trăm hecta, sao toàn hàng trăm loại gạo như vậy. Bà lý nhí: dạ thưa ông, tôi xin ông lần này ông nhận giùm cho tôi đi. Ông đâm mặt lại: tôi nói lần cuối cùng tôi không bao giờ nhận nữa, bà nhớ chưa? Dạ xin ông. Rồi bà lấy 100.000 toàn bộ tiền lẻ như lần trước đưa cho ông lão nhà bếp. Tháng thứ ba bà khệ nệ mang 30kg gạo mà có vẻ còng xuống, cho đến khi gặp ông nhà bếp từ phía xa, bà nở một nụ cười còn tội nghiệp hơn là khóc nữa. Cho đến khi đặt bao gạo xuống, ông nhà bếp vừa mở ra, vốc lên một cái, bà đã quỳ xuống như biết mọi chuyện. Ông nói: cút đem về, tôi đã nói bà 2 lần, lần này tôi không thể nhận loại gạo như vậy.
Như biết trước sự tình, bà nói: thưa ông. Rồi bà òa lên khóc: tôi bị phong tấp nặng, tôi không làm ruộng được, ông có hiểu không? Mà con tôi nó ham học lắm, tôi không để lỡ mất tiền đồ của nó. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy từ 2 giờ sáng, rời ngôi làng của tôi cách 10 km, tôi đi ăn xin, mỗi nhà cho tôi một nắm gạo. Cho nên gạo của tôi tại sao có hàng trăm loại gạo, thưa ông? Mỗi người cho tôi 200, 500 đồng, 1.000 đồng. Cho nên tại sao có toàn bộ tiền lẻ không, thưa ông? Tôi van xin ông hãy nhận dùm cho tôi. Ông nhà bếp nghe xong: trời ơi bà lão, sao bà không nói trước? Bà nói trước để chúng tôi miễn tiền cho con bà. Bà càng lạy hơn nữa: trời ơi, ông đừng nói với con tôi, con tôi nó tự ái, nó nghỉ học nha. Đừng đừng, tôi van xin ông. Bà càng hoảng sợ hơn nữa: con tôi nó tự ái, tôi van xin ông. Ông nhà bếp như muốn khóc. Bà lão quỳ xuống như vậy, ông đỡ lên: bà lão, bà vĩ đại quá, bà vĩ đại quá, tôi xin lỗi bà. Rồi thầy hiệu trưởng cũng biết được, ngày mà thầy phát bằng á, thầy không làm như mọi năm, thầy đánh 3 hồi trống thật to bùm bùm, thầy đứng trên bục giảng, thầy kể lại người mẹ vĩ đại đi ăn xin để nuôi con ăn học. Cả trường khóc. Cho đến khi giới thiệu tên của bà lão lên, thằng bé đứng dậy, nó không còn mắc cỡ gì nữa, nó chạy đến quỳ xuống chân mẹ của nó và nói: con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhiều người ngồi ở đây vì tự ái mà không đi học nữa. Nhiều người đi học mà chỉ nửa vời. Nhiều người không cảm thấy sự hy sinh của mẹ. Đó cũng là cái lỗi trong cuộc đời cần phải khắc phục. Nhưng mà các con biết cái lỗi lớn nhất là gì? Khi mình nổi loạn đó, mình làm cho người mẹ tổn thương. Và khi mình nổi loạn đó, mình có những lời lẽ không tốt, thậm chí mình cãi lại, mình hét lên. Mà các con biết, nếu bố mẹ các con được hạnh phúc, họ sẽ sống thêm 20% tuổi thọ. Nếu người ta có một đứa con phá gia chi tử, có một đứa con mà nghịch ngợm ngỗ nghịch, và nhất là những đứa con gái mà nó không ra con gái nữa, nó hay cãi lại như vậy, thì người ta tổn thọ ghê lắm các con. Và thầy không biết các con có để ý không, chứ bố mẹ các con mà khi có chuyện buồn á, người ta còn khóc nhiều hơn các con nhiều lắm. Và thầy mong các con sẽ không phải là nhân vật tiếp theo thầy nói đây. Thằng bé này ngày còn nhỏ thương yêu mẹ của nó lắm, vì mẹ nó yêu thương nó, có hai mẹ con sống vui hủi với nhau thôi. Rồi khi nó đi học lớp 4, bắt đầu ngày đó mẹ nó đi học phụ huynh, mấy đứa bạn ở trong lớp của các con thấy mẹ nó bị có tật, ê mẹ nó có tật, chỉ chọc như vậy thôi mà nó xấu hổ. Rồi nó co người trở lại, nó không chơi với bạn bè. Nhưng mà càng ngày nó trở nên học giỏi hơn. Về xóm láng giềng nó cũng bị chọc như vậy, nó càng không chơi với mọi người. Nó quyết tâm thoát khỏi ngôi nhà đó, thoát khỏi ngôi làng đó. Và nó đã làm được chuyện đó. Nó được học bổng trung học tại Singapore. Rồi nó học đại học tại Singapore, có vợ tại Singapore. Vợ nó nhiều lần hỏi: bố và mẹ của anh đâu? Chết hết rồi, không còn sống nữa. Nó cứ nói như vậy. Cho đến khi nó có con, nó đi làm có tiền, mỗi tháng nó gửi về cho mẹ nó một ít tiền, xem như là hiếu thảo của nó đối với mẹ nó. Còn mẹ nó ở nhà thì nhớ nó rêu rắc. Khi bà dồn được toàn bộ đủ số tiền mua vé máy bay, bà quyết định mua một vé máy bay đến Singapore để thăm nó. Các con biết ở Singapore người ta có những bãi cỏ nhỏ trước nhà. Khi bà tới, bà thấy đứa cháu là con của nó đang chơi phía trước. Bao nhiêu năm nhớ đứa con trai, bây giờ thấy đứa cháu giống y con trai, bà chạy vội tới, bà ôm chầm đứa trẻ, trẻ hét lên: bố mẹ ơi ghê quá, bà lão ăn xin vào nhà làm cho con sợ, bố ơi cứu cứu con. Nó chạy từ trong nhà ra hét lên: đâu, bà lão ăn xin nào vào nhà làm con tôi sợ. Nhưng khi thấy mẹ của nó, tay của nó buông thõng xuống, nó bước lui từng bước. Vợ nó chạy đằng sau tới: ai ai làm cho con tôi sợ đâu. Lúc bây giờ nó lấy tất cả bình sinh trở lại, hét lên: ê bà lão ăn xin kia, tại sao bà bước vào nhà của tôi làm cho con tôi sợ? Cút đi, cút đi, cút đi, bà tới đây làm gì? Lúc bây giờ bà không tưởng tượng được nó nói những lời đó. Bà bước tới nhìn vào mặt nó, bà không khóc mà nước mắt cứ chảy xuống. Bà nói: thưa cậu, tôi muốn nói với cậu rằng tôi không phải là người ăn xin, nhưng hôm nay tôi xin lỗi cậu vì tôi đi lộn nhà làm cho con cậu sợ. Tôi chỉ xin lỗi là tôi đi lộn nhà để làm con cậu sợ mà thôi. Nhưng tôi khẳng định tôi không phải là người ăn xin. Rồi bà quay lưng chạy. 2 năm sau, nó nhận được thư mời họp lớp. Nó mừng rỡ lắm các con. Mừng vì nó muốn coi thử những đứa bạn của nó ngày xưa có bằng nó bây giờ hay không.
nó về nhậu hơi ngà ngà say rồi, không biết trời xui đất khiến sao chân nó siêu vẹo lại đi về đúng trước ngay con đường làng vào nhà nó. Bà bán hàng nước khi thấy nó, bà kêu: "À, cậu đã về rồi à?" Nó nhìn bà: "Bà còn nhận ra tôi à? Sao mà không nhận ra cậu? Ngày còn nhỏ cậu thông minh học giỏi lắm, nhưng cậu ngỗ ngược lắm, cậu mất dạy lắm, cậu làm cho mẹ cậu đau khổ lắm, cậu biết không?" Người nó bắt đầu nổi da gà: "Nhưng cậu ơi, cậu về trễ rồi, mẹ cậu đã đưa tang cách đây 3 ngày rồi thưa cậu. Cách đây 1 tháng, mẹ cậu bệnh nặng lắm, bà rơi vào hôn mê thật sâu, đêm nào vậy mà bà cũng gọi tên cậu hết trơn á. Cách đây 1 tuần, bà tỉnh dậy được 1 tiếng, bà nhờ người hàng xóm viết cho cậu lá thư. Đây, lá thư của mẹ cậu, cậu hãy đọc lá thư này đi." Bắt đầu nước mắt nó rớt xuống, nó xé vội lá thư ra: "Con trai yêu của mẹ, cả cuộc đời của mẹ là vì con. Mẹ thương con nhiều lắm, mẹ tự hào về con vì con học giỏi, con ngoan. Có một câu chuyện mẹ muốn kể cho con nghe. Năm con 2 tuổi, con chơi với đứa trẻ hàng xóm, nó xô con té vào cái cọc tre, đâm vào con mắt của con. Trời ơi, mẹ chết cả người, bồng con đến bệnh viện. Máu của con và nước mắt của mẹ ướt đẫm cả đường đi. Bác sĩ nói chỉ có con mắt của mẹ mới có thể thay thế được con mắt của con. Lúc bấy giờ mẹ không ngần ngại nói: "Hãy múc con mắt của tôi đi, hãy múc con mắt của tôi đi." Và nhìn thấy con thấy được ánh sáng, con học giỏi, mẹ tự hào về con. Nhưng mẹ buồn, mẹ hổ thẹn vì mẹ làm cho con xấu hổ với bạn bè, vì mẹ trở thành người có tật để bạn bè con trêu chọc con. Con trai yêu của mẹ, con có biết ngày con mới đi học trở về, mẹ cầm cặp con giật phắt cái cặp đi, mẹ đau lòng lắm. Cho đến khi con ăn cơm, mẹ ngồi trước mặt con mà con quay mặt đi. Mỗi đêm mẹ phải chờ tới 12 giờ hoặc 1 giờ. Khi con ngủ thật say, mẹ quỳ bên con và hôn con nhiều lần. Mẹ yêu con nhiều lắm. Con trai ơi, nếu có kiếp sau, con hãy đừng là con của mẹ nữa. Nhưng nếu cho mẹ chọn, nếu có kiếp sau, mẹ xin mẹ là mẹ của con. Bởi vì mẹ yêu con nhất trên cuộc đời này. Giờ đây có lẽ mẹ không còn trên cuộc đời, nhưng con hãy tin một chuyện, mẹ vẫn mãi mãi ở bên con. Con trai yêu của mẹ." Mọi người thấy đó, nó chỉ biết khóc, nó chỉ biết xin lỗi, nhưng mà không còn người để xin lỗi nữa. Có 4 điều thầy muốn những người học trò của thầy nghe báo cáo phải nhớ trong lòng. Dù đó là đạo gì chăng nữa, dù mình là ai chăng nữa, hãy làm một con người thật tốt. 4 điều thầy nói: nước mắt các con khóc ngày hôm nay là nước mắt của hạnh phúc, không có gì là xấu hổ, và các con tự thức tỉnh là mình càng trưởng thành hơn. 4 điều cần phải ghi nhớ. Điều thứ nhất, hãy làm những việc đơn giản nhất để tạo niềm tin với bố mẹ. Ngay khóa tu này xong, quay trở về nhà, hãy làm những việc đơn giản nhất, từ quét nhà, rửa chén vân vân, những chuyện mà gieo niềm tin với bố mẹ. Điều thứ hai, nếu muốn góp ý cho bố mẹ mà cảm thấy bố mẹ không hiểu mình á, đừng có nói bằng lời, các con hãy viết ra bằng thư á các con. Hãy viết ra bằng thư: "Con gửi mẹ, hôm nay hình như mẹ chưa hiểu con mong mẹ hiểu con." Con hãy tâm sự với mẹ bằng thư. Điều thứ ba, mỗi ngày có thể hãy viết nhật ký cho chính mình, để rồi mình sẽ tự hào nói với con của mình 20-30 năm nữa: "Ngày xưa khi nghe thầy Nhân báo cáo xong, mẹ đã thức tỉnh và viết nhật ký để giúp cho mẹ điều tiết mẹ tốt, và giờ đây con hãy nên viết nhật ký cho con." Và điều cuối cùng các con, điều cuối cùng, trước khi làm chuyện gì mà có tổn thương với bố mẹ thì hãy nhận lỗi về mình trước, dù đó là lỗi của bố mẹ. Hãy đừng bao giờ đối xử với bạn là thiên tài, đối xử với bạn là thiên thần, đối xử với bạn là người ở trên cao. Mình sẵn sàng xin lỗi, mình sẵn sàng hạ thấp xuống, sẵn sàng có thể chấp nhận lỗi về mình thuộc lỗi về mình mà không phải. Còn đối với mẹ, người yêu thương mình, đối với bố, người trân trọng nuôi nấng mình đối xử với họ một cách bình thường quá. Hãy bỏ tất cả những căn bệnh tuổi tiên, để rồi các con sẽ lớn lên hơn rất nhiều. Trang web của thầy: đào tạo tài năng trẻ.com và học kỳ quân đội.com. Các con có thể nghe những chuyên đề khác như là phát triển tư duy toán học, rồi các con có thể nghe những chuyên đề về vượt qua thất bại, xóa bỏ giận hờn, phương pháp học tập siêu tốc, và rất nhiều chuyên đề bằng video clip để các con sẽ lớn lên. Có người có điều kiện thì tới trung tâm của thầy là Trung tâm Thanh Thiếu Niên Miền Nam, chắc nhiều người cũng biết phải không ạ, nơi làm đào tạo lãnh đạo trẻ Việt Nam. Những khóa huấn luyện của thầy cũng nhiều người ở đây cũng đã đi chương trình đó. Nếu có điều kiện tới trung tâm, không có điều kiện nghe giảng online, các con đến 22 Nguyễn Đình Chiểu sẽ gặp thầy hoặc cô Liên, hoặc tới 42 Cầu Xéo. Thầy muốn nói lại trong web của thầy: đào tạo tài năng trẻ.com. Các con có muốn lấy địa chỉ mail của thầy không?
Địa chỉ mail của thầy là thanh nhân@vna.yahoo.com. Thầy cảm ơn mọi người đã lắng nghe, đã chia sẻ, đã khóc, đã suy tư về bố, về mẹ của mình. Cảm ơn chùa đã mời thầy đến báo cáo chuyên đề này. Thầy trăn trở lắm. Trước khi nhận lời, thực ra thầy cũng băn khoăn là có nên đi báo cáo hay không. Nhưng cuối cùng thầy quyết định sẽ báo cáo. Và nếu có điều kiện, thầy cũng sẽ quay lại báo cáo những chuyên đề khác cho tất cả mọi người. Thầy xin cảm ơn rất nhiều. Hè đến trong tiếng ve, bồi hồi nao nức trông theo từng ngày. Hè đến bên quý thầy, gặp gỡ nhau với bạn, cùng được bên nhau sống trong an lành. Ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mang ngỡ như đã quen, cùng học cùng tu cùng một tấm hướng thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến qua tu mùa hè. Hè đến trong tiếng ve, bồi hồi nao nức trông theo từng ngày. Hè đến bên quý thầy, gặp gỡ nhau với bạn, cùng được bên nhau sống trong an lành. Ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mang ngỡ như đã quen, cùng học cùng tu cùng một tấm hướng thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến qua tu mùa hè. Hè đến trong tiếng ve, bồi hồi nao nức trông theo từng ngày. Hè đến bên quý thầy, gặp gỡ nhau với bạn, cùng được bên nhau sống trong an lành. Ngày ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính.
mẹ phương xa.